Chào các bạn, hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn về một đề tài của lời tiên tri. Lời tiên tri trong Kinh Thánh có nghĩa là gì? Để đưa ra dự đoán, để đưa ra những tuyên bố đầy cảm hứng về những gì sắp xảy ra. Nói như một người trung gian giữa Chúa và loài người hoặc thay cho Chúa. Định nghĩa của lời tiên tri là gì? Lời tuyên bố đầy cảm hứng về ý chí và mục đích thiêng liêng. Thứ nhất, câu nói đầy cảm ứng của một nhà tiên tri. Thứ hai, các chức năng hoặc ơn gọi của một nhà tiên tri đặc biệt. Các tuyên bố cảm hứng của thánh ý Chúa và mục đích. Thứ ba, dự đoán điều gì đó sẽ đến. Chính xác thì một nhà tiên tri là gì? Trong tôn giáo, nhà tiên tri là một cá nhân được coi là tiếp xúc với thần thánh và được cho là nói chuyện thay mặt thực thể đó, đóng vai trò trung gian với nhân loại bằng cách truyền tải thông điệp hoặc lời dạy từ nguồn siêu nhiên cho người khác. Ai là nhà tiên tri của Đức Chúa Trời? Một người nói, Chúa hoặc một vị thần, hoặc bởi sự linh ứng và thần thánh, một người được chọn để nói thay cho Đức Chúa Trời và hướng dẫn dân Israel. Môsê là vị tiên tri vĩ đại nhất trong Cựu Ước, thường là chữ cái đầu viết hoa, một trong các tiên tri chính hoặc phụ. Nhà tiên tri đầu tiên là ai? Người Hồi giáo tin rằng nhà tiên tri đầu tiên cũng là con người đầu tiên, Adam, được tạo ra bởi Allah. Nhiều người trong số những điều mặc khải được cung cấp bởi 48 nhà tiên tri trong đạo Do Thái và nhiều nhà tiên tri của đạo Cơ Đốc được đề cập như vậy trong kinh Quran, nhưng thường ở những hình thức hơi khác. Ai là nhà tiên tri vĩ đại nhất trong Kinh Thánh? Ô-xê thường được gọi là nhà tiên tri về sự diệt vong, nhưng bên dưới thông điệp hủy diệt của ông là một lời hứa về sự phục hồi. Tamos tuyên bố rằng ông là nhà tiên tri vĩ đại nhất trong thế hệ của mình. Nhà tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh là ai? Do đó, Do Thái giáo coi Malachi là một nhà tiên tri cuối cùng trong Kinh Thánh, nhưng tin rằng Đấng Messi sẽ là một nhà tiên tri và có thể sẽ là có những nhà tiên tri khác bên cạnh ông. John Baptist được coi là nhà tiên tri cuối cùng. Điều gì đã khiến Môi-se trở thành nhà tiên tri vĩ đại nhất? Vấn đề là Đức Chúa Trời đã chọn để thực hiện kế hoạch của mình thông qua một tác nhân của con người. Chính vì lý do này mà Môi-se được gọi là nhà tiên tri vĩ đại nhất ở Israel, và nhà tiên tri là người nói và hành động thay mặt Đức Chúa Trời. Một trong những gì là hoàn toàn lời tiên tri? Trong một tự, lời tiên tri thỏa mãn sự mong đợi của một cá nhân về những người hoặc tổ chức khác, cuối cùng dẫn đến việc người khác hoặc pháp nhân đại diện theo những cách mà xác nhận sự mong đợi. Một cổ điển ví dụ của một tự hoàn thành lời tiên tri là những thất bại ngân hàng trong cuộc thời đại suy thái. Ý nghĩa của lời tiên tri theo Kinh Thánh là gì? Một lời tiên tri là một thông điệp đó tuyên bố chủ quyền một nhà tiên tri đã được thông báo cho những bằng một vị thần. Những thông điệp như vậy thường liên quan đến sự soi dẫn, giải thích hoặc mặc khải về ý muốn của Đức Chúa Trời, liên quan đến thế giới xã hội của nhà tiên tri và sự kiện sắp xảy ra, so sánh kiến thức của Đức Chúa Trời. Mục đích của một nhà tiên tri là gì? Trong tôn giáo, nhà tiên tri là một cá nhân được coi là tiếp xúc với thần thánh và được cho là nói chuyện thay mặt thực tế đó, đóng vai trò trung gian với nhân loại bằng cách truyền tải thông điệp hoặc lời dạy từ nguồn siêu nhiên cho người khác. Làm thế nào các nhà tiên tri được chọn? Trong Cơ Đốc giáo, những nhân vật được công nhận rộng rãi và nhà tiên tri là những nhân vật được đề cập như việc trong Cựu Ước và Tân Ước. Người ta tin rằng các nhà tiên tri được Chúa chọn và kêu gọi. Chúa nói với các tiên tri như thế nào? Một phát ngôn viên hoặc cơ quan ngôn luận, Đức Chúa Trời nói qua những người thuyết giáo và giáo viên.
nhưng Ngài cũng có thể nói qua vợ, chồng, con cái, bạn bè và thậm chí kẻ thù của chúng ta. Đức Chúa Trời sử dụng các cân của con người để nói những lời tiên tri, tiếng lạ và sự giải thích, những lời của sự khôn ngoan và kiến thức. Sự khác biệt giữa tiên tri và tiên kiến là gì? Trong bản tóm tắt, một nhà tiên tri là một giáo viên một chân lý đã biết. Một nhà tiên tri là một người nhận biết của ẩn sự thật. Một mặc khải là một người mang chân lý. Theo nghĩa rộng nhất, từ được sử dụng phổ biến nhất, danh hiệu nhà tiên tri bao gồm các danh hiệu khác và tạo nên nhà tiên tri. Một người thầy, người nhận thức và người mang chân lý. Lời tiên tri có nghĩa là gì? Lời tiên tri là một thông điệp rằng đang tuyên bố chủ quyền một nhà tiên tri đã được thông báo cho những bằng một vị thần. Những thông điệp như vậy thường liên quan đến sự soi dẫn, giải thích hoặc mặc khải về ý muốn của Đức Chúa Trời, liên quan đến thế giới xã hội của nhà tiên tri và sự kiện sắp xảy ra, so sánh kiến thức của Đức Chúa Trời. Nhớ subscribe hay đăng ký để xem video kế tiếp. Cảm ơn.